Vì sao thì chúng ta phải đăng ký tài khoản trên sàn Gate? Thì cái lý do đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản trên sàn Gate là Gate hiện nay đang có một chương trình tặng cho 100 đô la khi bạn đăng ký mới và nhận lên đến 5.500 đô la tiền thưởng sau khi bạn thực hiện giao dịch thành công. Bên cạnh đó thì bạn sẽ nhận được ngay 30 đô la cho khoản nạp tiền đầu tiên. Và nếu như bạn chia sẻ được cho nhiều bạn bè thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận đến 40% chiết khấu phí giao dịch. Và một cái thông tin vô cùng hot nữa là chỉ còn vài ngày nữa thôi là trên sàn Gate niêm yết cái đồng CorreDAO. Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn đang khai thác cái đồng CorreDAO này. Có thể trước đây bạn không từng quan tâm cũng không cần tạo tài khoản trên sàn Gate. Tuy nhiên thời điểm này thì chúng ta sẽ phải tạo lên một cái tài khoản Gate để chúng ta sẽ tiến hành giao dịch mua bán cái đồng Corre này đối với những bạn đã và đang tham gia khai thác cái đồng Corre nha. Và giá khởi điểm đối với đồng Corre trên sàn Gate sẽ có một lệnh đặt là 23.555 đô la. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký tài khoản trước nha. Sử dụng đường link ở dưới phần mô tả của video cũng là cách để bạn thể hiện ủng hộ, động viên tinh thần của mình tạo ra những video mới. Chúng ta dán lên trình duyệt website như này thì nó sẽ có những cái thông tin mà các bạn cần phải khai thác, cần phải đăng ký. Ở đây thì có hai lựa chọn, đó là đăng ký theo số điện thoại hoặc là đăng ký theo địa chỉ email. Nếu bạn đăng ký theo số điện thoại thì bạn hãy điền cho mình số điện thoại ở đây. Chúng ta không cần để số 0 ở đằng trước số điện thoại. Sau đó thì nhập mật khẩu. Phần này thì nó mờ rồi, chúng ta cứ để nguyên. Rồi chúng ta sẽ bấm vào phần tiếp nhận thỏa thuận người dùng chính sách quyền riêng tư. Rồi bấm vào phần đăng ký là xong cái phần đăng ký. Nếu như bạn đăng ký theo địa chỉ email thì mục này bạn điền cho mình địa chỉ email của các bạn đây. Nhập mật khẩu và cũng bấm vào phần tiếp nhận thỏa thuận người dùng và chính sách riêng tư, sau đó bấm vào phần đăng ký là đăng ký xong được một tài khoản. Bạn sẽ có cơ hội nhận được từ 100 đô la đến 5.500 đô la và nhận ngay 30 đô la cho khoản nạp đầu tiên nha. Rồi, cách đặt mật khẩu thì theo cái quy ước là ký tự đầu tiên bạn viết cho mình chữ in hoa sau chữ thường, số và ký tự đặc biệt nha. Rồi, ok. Sau khi bạn đăng ký tài khoản trên sàn Gate xong thì bạn cần phải làm theo những cái gì nữa? Bạn cần làm thêm cho mình một mục nữa. Ở cái hình đầu người trên tài khoản Gate này có ở cái phần KIC, tức là xác minh danh tính nhá. Xác minh danh tính ở mục này thì chúng ta sẽ có xác minh cơ bản này, xác minh nâng cao này và xác minh địa chỉ. Thì đối với một người dùng đơn giản và dễ nhất là chúng ta chỉ cần xác minh cái mức xác minh cơ bản. Thì hạn mức rút tiền là 100.000 USD trên một ngày. Thì bạn chỉ cần đạt cho mình cái xác minh cơ bản thôi. Còn nếu như bạn mà là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, một người dùng chuyên nghiệp thường xuyên, thì chúng ta nên xác minh cái phần xác minh nâng cao để 2 triệu USD một ngày là bạn rút được nhé. Còn nếu như bạn không xác minh cái phần nâng cao này thì chúng ta chỉ sẽ rút được cái hạn mức là 100.000 USD thôi. Và với một cái mong ước đơn giản là nếu như các bạn có 100.000 USD trên một ngày rút tiền từ cái sàn giao dịch Gate này thì đó cũng là một điều rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Vậy vì vậy chúng ta chỉ cần xác minh cái mức xác minh cơ bản. Và xác minh cơ bản thì bạn chỉ cần điền cho mình những cái thông tin từ giấy tờ chứng minh của các bạn là ok nhé. Còn ở trên sàn Gate thì nó còn rất nhiều những cái quyền lợi khác đây. Ở cái phần phần thưởng này và trung tâm phần thưởng này thì phần này chúng ta sẽ tự tìm hiểu hoặc là mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở một cái video sau. Rồi, ở trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì cái thông tin cơ bản là mình hướng dẫn mọi người đăng ký tạo một cái tài khoản trên sàn Gate để chúng ta nhận thưởng 100 đô la đến 5.500 đô la và bạn sẽ nhận được 30 đô la ngay lập tức khi bạn nạp tiền đầu tiên ở vào cái sàn Gate này. Và cái thông tin thứ hai mà các bạn cần nắm được đó là sàn Gate sẽ chỉ một vài ngày nữa thì sẽ niêm yết cái đồng CorreDAO nhé. Niêm yết cái đồng CorreDAO và hiện nay chúng ta đang rất nhiều người đang cộng đồng đang đào rất nhiều cái đồng này và chúng ta đang chờ đến ngày thì chúng ta sẽ bán cái đồng này. Là giá đặt lệnh ở trên Gate này là 23.555 đô la. Chúng ta cùng chờ đón đến ngày giao dịch, có 5 ngày nữa thôi nhá.
Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này và đừng quên dành cho mình một like cũng như subscribe kênh, bật cái hình quả chuông này lên để nhận được những thông tin mới nhất.